nhớ trong trâu cho từ nó nếu nó giờ là ô khóc bóng của liên nó nữa nên gì cá cơ ngầu thiên nên cá toàn xe xe vì họ chỉ cho khó khó nạ mêu nữa giờ bé mà muốn sai xe thì mua đá chỉ thiên giờ tông ba đá chỉ nữa giờ nói giờ tan cho cho không ở giờ chỉ tông ba nữa giờ nói để mua cây đó mua chỉ lì xua giờ nói họ ấy chạy rau xí rồi họ cho cá rau xí nữa thế cho rau xí chị nó muốn chế chị bùng quất gió nó nữa bùng quất gió ô hấp bùng nó nữa chị nó bắt chăm bùa nữa thế nó hàng cái chùa cái bùa chùa nữa chị bí kia chị có mua ít khó cho mình mê cho đồ hậu chị lý mà mua ấy cho cái thổ 8-3 tàu nó cho nó kì xí lô ta có dao nữa cái ít phía trong lên nó chỉ có lên mà mua cho cô chó nó cho nó kín gì cho chỉ mà mà đo của cho cô chó thì ấy chứ chứ cá đó nữa xin lỗi tao giàu xíu ó cá cho cô chó ở kia lấy cho cô chó trong lên nó lại nè chỉ có mà trong cái cho có mà trong cái chỉ có má mà đo lên nó giờ chủ tao đo ta lên nó đo khỏi để cho có chỉ đo chỉ ple chỉ cú nhé lỡ chỉ có lên mà trong chế cho nhiều chỉ cho đó chỉ đau trong trẻ gấu xin nó đau khỏi thì ít liệt chỉ cho bớt tham bùa thì chẳng cái chùa nó thì xé lò cho nhì cho cua nhì tôi có cá rồi nè thì có chỉ nhiều cho đó chỉ đau thì có mà cho cho cá rau xí là giờ cho ấy có mà chả rau xí có mà cho chả rau xí để cho nó ít teaspoon nó giờ cà pi nè cái mà mua ký tàu ký ăn theo hoặc là chọn cái thì xé thì chọn cái thì tú lò cho rồi nè để lấy mà tàu nè đầu tiên có sáng rồi chọn cái thông lên nồi chè tàu rồi nè chỉ có mà trâu đây cho cá có trâu đây vậy có mà trâu chờ bắt xăm buôn nó đâu nó vậy có lẽ mà trâu xử lý ô chờ tàu cá cứ ngờ chờ trâu lọt tơ của lo chị hầu lấy ít số mỏng chị ok rồi nó chờ tàu cá ít số mỏng chị chờ cua khóc bóng thông lên nó nè nè ready rồi nè chờ bắt xa lòng mua mua cứ ngờ lên nó nhìn dí cá thế nhìn là ready nó rồi nè thông lên nó nữa, giờ thở cho lần chơi khóc bóng lên thì thông lên nó nữa. Chị ô cháu có là sai của đại video nó, giờ hãy tiếc có nhẹ thía nó chạy ba, like thía, share thía, subscribe của đại video nó thía, mà chỉ có đua lửa đại video nó, nhớ rong cho nên sợ đời